Một mũi tiêm bé xíu, một lượng chất lỏng ít đến mức gần như không đáng kể, nhưng lại đủ sức khiến cả xã hội chia phe, khiến gia đình tranh luận, khiến mạng xã hội bùng nổ. Có người coi nó là cứu tinh của nhân loại, có người thì vẫn hơi e dè. Và cũng có người đơn giản là sợ bị tiêm, sợ kim, sợ cảm giác không kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra trong người mình và sợ bị đau. Vaccine được tạo ra như thế nào? Và vaccine có tác dụng phụ hay tác hại gì hay không? Vì sao vaccine Covid lại được tạo ra nhanh như vậy? Quay ngược thời gian không phải là năm ngoái năm kia mà là vài trăm năm trước, thế giới không hề giống cách chúng ta đang sống như bây giờ. Khi đó sinh con không đồng nghĩa với việc đứa trẻ sẽ chắc chắn lớn lên. Rất nhiều gia đình sinh 5, sinh 6 nhưng chỉ giữ được 1, 2 đến tuổi trưởng thành. Không phải vì chiến tranh, cũng không hẳn vì đói kém, mà vì bệnh truyền nhiễm. Những cái tên như là sởi, đậu mùa, bạch hầu, ho gà, bại liệt ngày nay nghe rất bình thường, nhưng trong quá khứ đó là nỗi ám ảnh thực sự. Một người mắc bệnh có thể kéo theo cả làng cả tổng. Mỗi đợt dịch có thể xóa sổ cả một thế hệ trẻ con. Không có thuốc đặc trị, không có kháng sinh, không có hồi sức tích cực. Thứ duy nhất con người làm đó chính là cầu nguyện và cách ly theo bản năng. Trong bối cảnh đó, con người bắt đầu nhận ra một điều rất kỳ lạ. Có những người sau khi mắc bệnh và sống sót thì gần như không bao giờ mắc lại một bệnh nào đó nữa. Cơ thể họ gần như đã nhớ được kẻ thù. Phát hiện thô sơ ấy, dù chưa ai giải thích được bằng khoa học, chính là hạt mầm đầu tiên của vaccine. Ngày nay trên thế giới, nếu tính theo từng bệnh, từng hãng sản xuất và từng công thức cụ thể, thì hiện nay có khoảng 300 cho đến 400 loại vaccine khác nhau đã được cấp phép sử dụng. Con số này nghe có vẻ rất lớn, nhưng thực chất nó phản ánh việc cùng một bệnh có thể có nhiều phiên bản vaccine khác nhau do các hãng sản xuất khác nhau, điều chỉnh liều lượng, công nghệ hoặc đối tượng tiêm. Trong số hàng trăm loại đó, chỉ có khoảng 50 đến 60 loại vaccine thực sự nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia của các nước. Đây là những vaccine phòng các bệnh phổ biến, nguy hiểm, có lợi ích rõ ràng ở quy mô cộng đồng nên được nhà nước tổ chức tiêm đại trà cho trẻ em và một số nhóm người lớn. Phần còn lại chủ yếu dùng cho nguy cơ đặc biệt, tiêm theo nhu cầu hoặc chỉ lưu hành ở một số quốc gia nhất định. Riêng với Covid-19, tốc độ phát triển vaccine là chưa từng có trong lịch sử. Hơn 100 loại vaccine Covid-19 đã được phát triển trên toàn cầu, trong khi vào thực tế chỉ có khoảng 30 đến 40 loại được sử dụng rộng rãi. Những loại này đáp ứng được đồng thời nhiều tiêu chí như an toàn, hiệu quả, khả năng sản xuất hàng loạt và phân phối quy mô lớn. Còn phần lớn những ứng viên khác dừng lại ở thử nghiệm hoặc chỉ dùng hạn chế mà thôi. Vậy, đâu là nguyên lý cốt lõi của vaccine? Chúng ta cần phải hiểu rằng cơ thể con người thực ra thì không hề yếu. Vấn đề duy nhất của cơ thể là nó phản ứng không đủ nhanh khi gặp những kẻ lạ, khi gặp những bệnh lạ. Khi một loại virus hay vi khuẩn hoàn toàn mới xâm nhập, hệ miễn dịch sẽ cần thời gian để nhận diện, xem đó là thứ gì, nguy hiểm đến đâu, rồi mới bắt đầu sản xuất kháng thể phù hợp. Quá trình này có thể mất cả tuần và thậm chí là lâu hơn. Vấn đề ở chỗ, bệnh tật không chờ bạn học xong rồi mới gây hại. Trong lúc cơ thể còn đang loay hoay tìm hiểu đối phương, virus đã kịp nhân lên, phá hoại cơ quan, gây biến chứng nặng. Rất nhiều ca bệnh nặng không phải vì hệ miễn dịch yếu mà vì phản ứng quá muộn. Và vaccine đã xuất hiện để giải quyết đúng nhu cầu này. Thay vì đợi bệnh đến khi mà nó ập tới thì vaccine cho cơ thể một buổi xem trước. Nó giới thiệu kẻ địch, cho hệ miễn dịch học cách nhận diện, học cách tạo kháng thể và quan trọng nhất là tạo ra trí nhớ miễn dịch. Đến khi virus thật xuất hiện, cơ thể không cần học lại từ đầu nữa, nó phản ứng ngay lập tức, nhanh và chính xác hơn rất nhiều. Nói một cách dễ hiểu, vaccine ở đây chính là buổi tập dượt trước trận đánh thật. Nhiều người nghĩ vaccine là một thứ gì đó chung chung, nhưng thực tế có rất nhiều cách khác nhau để tạo ra vaccine. Điểm chung duy nhất của tất cả những cách này đó là giúp cơ thể học cách nhận diện mầm bệnh mà không phải trả giá bằng một trận bệnh thực sự. Giống như chúng ta đánh nhau với một con chó chẳng hạn, thì bây giờ không phải là đánh nhau với con chó hung dữ mà là đánh nhau với con chó nó bị yếu. Cách cổ điển nhất là dùng chính virus hoặc vi khuẩn đã bị giết chết. Người ta nuôi mầm bệnh trong phòng thí nghiệm, sau đó dùng nhiệt hoặc hóa chất để làm nó mất hoàn toàn khả năng gây bệnh. Khi tiêm vào cơ thể, mầm bệnh này không nhân lên hay gây tổn thương, nhưng hình dạng của nó vẫn đủ để hệ miễn dịch nhận ra và học cách để tạo kháng thể. Cách này rất an toàn, nhưng miễn dịch tạo ra thường không quá mạnh nên cần phải tiêm nhắc lại. Tiêm nhắc lại chính là vì thế. Một cách khác táo bạo hơn là dùng mầm bệnh còn sống nhưng đã bị làm yếu. Virus trong trường hợp này giống như một võ sĩ đã bị rút bớt sức mạnh nhưng vẫn còn di chuyển được, song không đủ thể lực để gây tổn thương nghiêm trọng. Khi vào cơ thể, nó kích thích hệ miễn dịch rất mạnh, tạo ra trí nhớ lâu dài. Đổi lại, cách này không phù hợp với những người có hệ miễn dịch yếu. Và khi khoa học ngày càng tiến xa hơn, con người nhận ra rằng không cần đem cả con virus vào cơ thể, chỉ cần một mảnh đặc trưng của nó, thường là một protein bề mặt là đủ để hệ miễn dịch nhận diện. Vaccine kiểu này an toàn hơn, phản ứng phụ ít hơn, nhưng đôi khi cần chất hỗ trợ và tiêm nhắc để đạt hiệu quả tốt. Vậy thì mất bao lâu để tạo ra một liều vaccine, mất bao lâu để tạo ra một loại vaccine? Nếu mà làm đúng theo nhịp độ thông thường, một vaccine mới thường mất từ 10 đến 15 năm để tạo ra. Không phải vì khoa học kém, mà vì thời gian chờ đợi sẽ chiếm phần lớn. Đầu tiên là phải đi tìm ý tưởng vaccine. Sau khi tìm ra ý tưởng vaccine, các nhà khoa học phải thử nghiệm trên tế bào rồi trên động vật. Giai đoạn này kéo dài nhiều năm vì mất nhiều ứng viên thất bại. Nếu qua được giai đoạn này, vaccine mới được thử ở trên người. Ban đầu là thử trên một nhóm rất nhỏ để xem có an toàn hay không. Xong xuôi rồi lại chờ, lại tổng hợp số liệu, viết báo cáo, xin cấp phép để sang giai đoạn tiếp theo. Rồi lại thử lại trên một nhóm lớn hơn, rồi lại tiếp tục thử lại ở một nhóm lớn hơn nữa. Giữa mỗi giai đoạn là những quãng chờ rất dài vì thiếu tiền, thiếu người tình nguyện hoặc đơn giản là không có dịch để kiểm tra sao cho hiệu quả. Chưa hết, sau khi thử nghiệm thành công, còn phải xây nhà máy, mở dây chuyền sản xuất, chuẩn bị các vấn đề về vận chuyển, xin phê duyệt ở từng quốc gia, mà tiền ở đây cũng rất quan trọng. Mỗi khâu đều rất tốn thời gian và phần lớn thời gian đó là thời gian chờ. Nhưng vaccine Covid thì lại cực kỳ nhanh. Tại sao lại như thế nhỉ? Có phải người ta làm chưa tốt hay không? Thứ nhất là nền tảng khoa học đã có sẵn từ lâu. Virus SARS-CoV-2 thực ra không phải từ trên trời rơi xuống. Trước đó giới khoa học đã nghiên cứu SARS từ năm 2003. Họ đã biết rất rõ họ virus corona trông ra sao, họ hàng của nó thôi, cấu trúc như thế nào, protein gai nằm ở đâu và phản đánh vào chỗ nào. Khi Covid xuất hiện, việc chọn mục tiêu cho vaccine gần như là đã có đáp án sẵn. Hơn nữa lúc này, tiền được bơm với tốc độ chưa từng có. Bình thường các nhóm nghiên cứu phải xếp hàng xin tài trợ, hết dự án này rồi mới đến dự án khác. Còn với Covid, tiền được rót vào từ chính phủ, quân đội, tập đoàn, quỹ khẩn cấp. Không phải lo thiếu tiền, mọi khâu đều được làm liên tục và không bị ngắt quãng. Và thứ ba, các giai đoạn thử nghiệm không bị rút ngắn nhưng được làm chồng lên nhau. Bình thường pha 1 xong mới được làm pha 2 rồi lại chờ kết quả rồi mới đến pha 3. Với Covid, khi pha 1 vừa cho tín hiệu an toàn, pha 2 được chuẩn bị sẵn. Pha 3 bắt đầu khi pha 2 còn chưa kết thúc hoàn toàn, không bỏ bước nào, chỉ là không đứng yên để chờ đợi. Và thứ tư, có sẵn hàng triệu người để thử nghiệm hiệu quả. Nghe rất lạnh lùng nhưng đây là sự thật. Vì dịch bùng phát toàn cầu, việc chứng minh vaccine có hiệu quả hay không diễn ra rất nhanh. Không phải chờ nhiều năm xem ai có mắc bệnh không, vì bệnh đang lan khắp nơi. Không tiêm thì chết. Vậy vaccine Covid có thực sự là bị non hay không? Vaccine không phải là thứ tiêm xong là mãi mãi. Sau khi triển khai, các hệ thống giám sát vẫn theo dõi hàng tỷ liều tiêm để phát hiện những phản ứng kế tiếp. Chính vì tiêm trên quy mô chưa từng có, nên có những phản ứng cực hiếm mới được phát hiện và cập nhật hướng dẫn kịp thời. Điều này không phải là dấu hiệu của nguy hiểm, mà là dấu hiệu của sự minh bạch trong y học hiện đại. Cuối cùng, vaccine có tác hại gì hay không? Câu trả lời trung thực là có phản ứng, nhưng phần lớn không phải là tác hại theo nghĩa tiêu cực. Sau khi tiêm, nhiều người cảm thấy đau chỗ tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi hoặc nhức đầu. Những cảm giác này thực ra là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch đang hoạt động và đang đợi tập dượt cho những trận đánh thật. Giống như việc bạn tập thể dục sau thời gian dài không vận động, cơ thể sẽ đau nhức vì đang thích nghi. Những phản ứng này thường chỉ kéo dài 1 đến vài ngày rồi tự hết. Các phản ứng nghiêm trọng hơn có tồn tại nhưng rất hiếm. Chính vì khả năng hiếm hoi đó nên quy trình tiêm chủng luôn đi kèm theo dõi và phác đồ xử lý sẵn. Không có can thiệp y học nào an toàn tuyệt đối, nhưng vaccine là một trong những biện pháp đã được cân nhắc kỹ lưỡng nhất giữa lợi ích và rủi ro. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.